cầm hai cây vợt của em ấy nhá. Con này. Kéo co thì em mới chụp. Này chúng ta thấy như được làm đến lúc lòi cả bụng ra chụp đến kia. Lúc đấy mới quan trọng. Chụp cái đẹp nào. Thank you.
đâu đúng không? Bao nhiêu rồi? Có mình có mấy người đi thôi đúng không? Có ba người. Kia ngồi kia hai người.
lóc thì con lữ công con lữ thế là đánh cái lam rồi. À, okay. Em biết đánh cái anh á. Em xỉa răng chưa? Đi xỉa răng đi. Đây rồi, còn đây thôi là hết. Thế còn công đâu? Bốc thăm như nào? Anh Điến. Bốc thăm chưa? Bốc thăm chưa? Bên kia rồi. Bên kia ngồi cho dễ nhìn em. Biết rồi, nhưng mà ta biết thôi. Thank you.
hợp cầm ấy cho. Hợp cầm vật cho. Đâu nhỉ? Thế đây mà. Come on.
Cỏ đoàn viên chúng ta lùi lại đây. Thank you.
lên gặp được tài chính đây. Mình chắc bữa mình gặp bộ này thắng bộ này này. Đó mình đấu bộ này. Kết quả gấp thăm. Lùi ra em ơi, em đẹp ơi, em xin em lùi ra. Rồi, hội đông dân ở phía cổng. Và rồi, văn phòng thành ủy Hà Nội phía nhà thi đấu. Người cuối cùng giơ tay báo cho trọng tài chính biết đã sẵn sàng. Chuẩn bị bắt đầu. Hiệp thứ nhất văn phòng thành ủy thắng. Hai đội đổi sân. Hai đội của em. Thank you.
đi. Alo, theo quy định của điều lệ, mỗi đội có 7 nam 3 nữ. Nếu đội nào mà thừa số nam thì chúng ta không đúng với cái tỷ lệ đó là đều không chấp nhận. Vừa rồi là đội thành ủy đã thừa nam thiếu nữ và hiệp thứ nhất đã quay lại, đã phải thi lại. Tiếp tục hiệp thứ hai, đội thành ủy ở phía nhà thi đấu, đội hội nông dân ở phía cổng. Khán giả chúng ta đứng lùi lại đi, đứng sát đường dây nó cũng thế thôi. Không kéo gì làm thế. Chưa gì nó kéo từ từ. Người ta kéo đây hồ về bên này rồi, mấy cái bây giờ trả cầm lại để cho người ta kéo đi. Ai mà xuống một các vị đứng thế này còn thi cái gì chết cả bàn ba tí hiệp thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Ở lao động, thương binh xã hội ở phía nhà thi đấu và người cuối cùng giơ tay báo trọng tài chính biết đã sẵn sàng. Bên phía sở lao động, người cuối cùng giơ tay lên, sẵn sàng chưa? Người cuối cùng giơ tay báo trọng tài chính biết sẵn sàng, giơ tay chưa? Thứ hai, đội sở lao động thương binh xã hội thắng tiếp chung cuộc 2-0. Trận đấu tiếp theo, ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội gặp văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Bên văn phòng đưa tay lên, bên văn phòng đưa tay.
Thank you.
chưa có tín hiệu của trọng tài, chúng ta thả lỏng đừng có cú kéo căng bọt. Thứ nhất, người cuối cùng giơ tay báo trọng tài chính biết, người cuối cùng ở dây báo trọng tài chính biết đã sẵn sàng. Hiệp thứ nhất trở đi, bắt đầu.
Cảm ơn nhé. Anh ấy đừng cho bọn em đi xa nhé. Cảm ơn. Cô chị này nhá. Dân sự gặp sở tài chính. Chống quân thành kinh tế tài chính đang chống quân tài đội sở tài chính ở phía nhà thi đấu, đội cùng với hành án ở phía cổng hai đội. Trên đây người đứng đầu của mỗi đội lê cuối cùng giơ tay lên gặp giữ chắc và lê. Thank you.
2-1. Trận đấu tiếp theo ở vòng tứ kết, trận thứ nhất của trận thứ ba ở bảng A, Văn Phòng Thành ủy gặp trung tâm bảo tồn khu di tích cổ loa. Kế hoạch đầu tư đi đâu mất rồi. Trận thứ tư ở bảng B, trường trung cấp kinh tế tài chính. Thầy đang quay rồi. Toàn ơi, à Kiên ơi, cười xinh. Không cười, không cười, nhé, tập trung không cười. Không cười, cười là và sở thông tin truyền thông ở phía cầu. Người cuối cùng của hai đội giơ tay lên, giơ tay lên báo trọng tài. Chuẩn bị, hiệp một. Thắt xuống đi, lực rất nhỏ. Bắt đầu. Thông tin truyền thông thắng. Đúng rồi đấy, cứ quay bừa thế mà. Lên dây. Hiệp thứ hai. Chuẩn bị. Trọng tài chính biết sẵn sàng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Như vậy sở thông tin và truyền thông thắng 2-0. Quá buồn. Mình đi đi, mình đi đi, mình đi đi. Trận thứ ba của vòng tứ kết, Văn Phòng Thành ủy, Văn Phòng Thành ủy là trung tâm bảo tồn khu di tích cổ loa. Thắng rồi, thắng 2-0 rồi. Này ông. Bắt đầu. Kế thứ nhất, Tòa án Nhân dân thắng. Hai đội đổi sân. Hiệp thứ hai. Người cuối cùng của mỗi đội, người cuối giây
giây, giơ tay lên báo trọng tài chính. Hai đội lỏng dây để trọng tài chính còn điều khiển công bằng độ dài của mỗi đội. Ok chưa? Tập trung chưa? Không được cuốn dây nhá. Cuốn lên hết, không chưa? Hiệp thứ hai. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tòa án nhân dân thành phố thắng 2-0. Tòa án không kiếm đâu mấy ông cháu. Mấy chị đẹp đẹp xinh xinh đùi ra sau tí. Dây xuống nhá. Người cuối cùng giơ tay báo trọng tài chính biết đã sẵn sàng. Đó, mày đứng xuống đây tí nữa đi. Giơ tay nè. Hiệp thứ hai. Chuẩn bị. Yeah!
chắc chắn rồi.
sao lại